hôm nay thì Hồng Phước với Hoàng Anh. Hoàng Anh là ông sáu của Thần Đồng Khánh Hưng hòa tấu, để cho anh Chùm sẽ ca một bài giọng cổ. Dạ, em xin gửi cho bác là một bài giọng cổ được mang tên Bác ơi thương nhớ đồng nguôi, sáng tác Trọng Nguyễn. Dù xa xôi cùng đến, dù già yếu cùng miền Nam trong trái tim tôi, dù già yếu cũng đi, dù xa xôi cũng đến. Bạn bè ơi có nghe lời bác nói mà tim mình thổn thức, khi chưa rước bác vào Nam để trên đất Thăng Long ngày đêm bác thương nhớ không cùng. Bác biết mình tuổi cao sức kém, mong đến với miền Nam là phải vượt trường sơn. Sợ bạn biểu các con, bác phải luyện tập đôi chân đi thật khỏe như bàn chân vàng. Dầm ơi con đường đã thấm mồ hôi, vì miền Nam bác có quán gì tôi già sức yếu. Bác ơi bây giờ con đang thầm lắng mắt, nước mắt ngập miệng chảy xuống quanh lăng. Con tự trách mình không kịp bước bác vào Nam để chuyến đi xa, bác đi mãi không về. Bác tha lỗi cho con trong từng trận đánh, còn quá dũng về. Bác đã truyền lệnh vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ, cốt đánh cho Nguyễn. Tiến lên chiến sĩ trong ba hồ, Bắc Nam xứng hợp, xứng nào vui hơn. Con đã chậm chân nên về đây đứng khóc, khóc suốt đời mình không rơi nổi xót xa. Về quê bác, phía mặt trời lên là núi quê, viễn cốc sau nhà quê ngoại gọi làng xe. Có dòng Lam Giang thọ ấu thơ, bác thường ra tâm ơi con sông hiền rộng mát quanh năm. Người vận chuyển đưa bàn tay lướt lên tầng hiện thực, rồi dừng lại thật lo bên không cười. Đôi mắt mơ màng nhìn núi chung trước mặt, giọng đã khàn đi lời nói thì thầm đứt quãng, như đang muốn nói với người xưa ngần ấy đau buồn.
bà dệt đón giải cuối cùng định may áo cho con, đã thành giải liêm và thành tan trăng. Bác ơi con đứng lặng nghe có mình đăng đăng, nhìn núi quê mà xa trong khói làm chiều. Từng nỗi đau buồn mắt mát, từng lối nghèo của quê nhỏ làng sen, cùng với nỗi đắng cay người dân nô lệ, bác ngắm người già từ núi về một đêm mưa, để bây giờ trong tim ta có mắt, có đất nước này và lòng thương nhớ. Bác ơi lúc sinh tiền con không được gặp, khi bác đi xa con không được tiền. Đến bây giờ gần 20 năm chẳng con mới về thăm và luôn khóc bên mồ. Ôi 20 năm khoảng cách thời gian không làm cho bác được nỗi lòng của đã cho con đôi bàn chân vàng dầm bằng những con đường băng đá thắm mồ hôi. Rồi con cảm ơn luôn.